hello anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel Pop Pro. Chào cả chị em luôn. Hôm nay tiếp tục với series test cá trong con game Fit and Go Fish. Và đây, hôm nay tôi sẽ mang đến cho anh em một siêu quái vật. Và cái con này nó tên là Blue. Đây, mọi người nhìn đi. Quả mồm này tôi thề nhá, là đủ nuốt cả tôi, nuốt cả cờ rớt của các bạn, nuốt cả trái đất, thậm chí nuốt cả mặt trời luôn. Nói chung thì đây là một sinh vật siêu khỏe, siêu mạnh. Thế nên là trong tập hôm nay anh em mình chỉ test sức mạnh của nó thôi nhá. Đấy, để xem là nó sẽ như thế nào. Hiện tại level 1 và 93 máu. Tôi thấy là nó cũng khá là ít máu đúng không? Nhưng mà với quả mồm như thế này thì anh em mình chắc là sẽ sớm thôi. Sớm thôi chúng ta sẽ lại thống trị đại dương và đúng không? Lại là bố của đời luôn đấy. Em ra để tôi ngửa cổ lên mặt trời, để ngửa cổ lên nhìn đời cái. Hiện tại còn nó hơi bé anh em ạ. Bây giờ thì tôi sẽ phải đi kiếm những cái gì đấy để đây. Cá mập. Anh em hôm nay sẽ ăn tráng miệng bằng món vi cá mập. Đây đầu gấu thế nhở? Chú có lao vào chú đồ anh nhau luôn anh em ạ. Chắc là cố tình lấy số trước mặt tôi, bởi vì tôi là giang hồ mõm. Đây, mõm to thế này thì chắc chắn phải là giang hồ mõm rồi. Anh em có đồng ý không? Đây rồi, để tôi thử nhá, chắc chắn hút được luôn. Chưa anh em ạ, không hút được quái đâu. Không hút được. Tôi bảo mà, mồm to như quả bồn vệ sinh thế này mà lại không hút được thì không xứng đáng để làm bloop đúng không? Một hit, level 6 luôn. Bây giờ mình sẽ đi kiếm con nào to tí anh nhá. Trông cái dáng con này bơi nó hơi bị thiểu năng. Đây rồi, con này cũng rất là to đây. Anh em mình xuống hút thử xem là cảm nhận vị giác như thế nào nào. Ui rồi anh em không? Nhìn đi nhá. Nhìn. Anh em nhìn đi nhá. Trong mồm tôi là hai con cá nó đang thi nhau cắn. Rồi. Mấy con cá nó bơi trong mồm tôi luôn ạ. Vãi cả trưởng thật. Như nào? Đấy là bể bơi công cộng của chúng mày à? Đây. Anh em đâu? Đây. Từ từ để tôi zoom gần vào xong rồi tôi Anh em nhìn đi. Hai con cá này chúng nó lại tưởng đây là tổ ấm của chúng nó. Chúng nó lại làm tổ trong mồm tôi anh em ạ. Một túp lều tranh hai trái tim vàng à? Hai trái tim vàng thì vào mồm anh luôn nhá. Xin lỗi, đây là mồm tôi chứ không phải là túp lều tranh của các bạn. Thật là buồn cười anh em ạ. Tính ra là mồm của mình thì cũng có ích, nhưng mà chúng nó không ngửi thấy mùi thối à? Tại vì là cái con bloop này cả năm nó có đánh răng đâu. Ui ôi, mega lố đón. Ui nhìn này, nhìn tôi với mega lố đón. Mega lố đón. Anh em thấy gì chưa? Tôi hút cả mega lố đón vào. Wow. Trông ghê không? Nhìn này. Siêu quái vật rồi. Ui, nhìn này, trông kiểu ở đây sương khói mờ nhân ảnh, mờ mờ ảo ảo, trông dị thật. Đây tôi sẽ bơi tiếp đây. Anh em nhìn góc này mới tởm. Đấy, đi đâu là tôi hút nó vào luôn. Như kiểu là túi ba gang ấy, hiểu không? Túi thần kỳ, hiểu không? Đấy, mồm tôi đúng phải gọi là xứng đáng, phải gọi là túi thần kỳ. Đây là, đấy. Nhìn thấy cả bọn cá nó đang bơi chở trong ruột của tôi luôn. Tôi vừa thấy con Megalodon nó lởn vởn ở đâu gần gần tôi lắm. Đâu nhỉ? Hình như là ở dưới này. Đâu? Đấy anh em đâu? Ôi, vãi cả trưởng luôn. Đấy. Rất nhiều các loài cá này vớ vẩn. Bây giờ sau này là mình kiểu đủ to đến cái mức mà đủ chỗ cho tất cả những các cái sinh vật khác nó sống ở trong bụng mình nhỉ. Đây này, con Megalodon đang bơi cạnh tôi này. Em nhìn này. Đấy, đây, thấy không? Đấy, thấy không? Ui dồi ôi, trông khiếp không? Woo. Uầy, chúng nó đánh nhau trong mồm tôi rồi. Chúng bắt đầu chui vào mồm tôi, chúng nó đánh nhau rồi. Đây, anh em thấy mờ mờ ảo ảo không? Uầy, nhìn góc này trông ghê không? Ui. Phải gọi là siêu quái vật rồi. Ui. Bờ lúp.
Mới có level 26 thôi anh em ạ. Nhìn này. Uầy. Uầy, góc này trông đẹp không anh em? Anh em thấy tôi căn của góc này đẹp. Ui, 31 rồi. Uầy, 34 luôn rồi. Wow. Quá đáng sợ. Anh em thì anh em thì thấy tôi căn của góc này bá đạo không? Đây rồi. Mồm nó thế này cơ mà. Đã nhờ. Được đấy. Thế mới xứng danh là quái vật chứ. Nhưng mà tính ra là cái con Bloop này của mình, mặc dù là level 34 nhưng mà máu của nó nhá, nó không ảo như mấy con trước. Máu nó có 1500 thôi anh em ạ. Thực sự nó không ảo lắm. Chỉ là cái kích thước của nó tăng trưởng quá là khủng khiếp thôi. Đây, nó hơi to quá đà anh em ạ. Đây rồi, vừa hút được một phát. Ok, con nào có một con gì đấy đang cắn tôi. À hình như là Megalodon nó đang cắn tôi. To tới đây cơ mà. Rồi, tôi là vừa hút được cả Megalodon rồi. Ui, bây giờ mồm của nó đúng là để lấp đầy cả đại dương là có thật này anh em. Đây, nó thò cả mõm lên trên này. Shit. Ui, vãi cả trưởng. Siêu mõm. Thực sự đây là giao hồ mõm. Ok nhá, level 57 to quá rồi anh em ạ. Tiếp theo, anh em chắc chắn là đã nghe rất nhiều truyền thuyết về rồng rồi đúng không? Và chúng ta cũng đã chơi rồng trong con game Fit and Grow Fit này rồi. Nhưng đó là rồng nước. Hôm nay anh em mình chơi rồng trên cạn. Con rồng này thì nó khác với cái con rồng trước mà anh em mình đã từng chơi. Con rồng trước thì tôi cảm thấy nó khá là giống rồng phương Đông. Còn hôm nay anh em mình chơi rồng phương Tây nhá. Rồng Tây là con này nó có thêm cánh và nó có chân, chứ không phải là nó giống như con lươn của con kia nhá. Nó khá là xịn xò hơn. Đấy, con biết bay này. Đấy, được chưa? Đấy, rồng này của tôi nó còn biết bay nhá anh em. Bây giờ anh em mình sẽ bay lên mấy cái đỉnh núi. À đây, tôi sẽ bay ra chỗ bọn hải cẩu. Anh em ạ, đây. Tôi nhớ là quanh đây là chỗ này là cái chỗ mà bọn hải cẩu nó sinh sống này. Đấy, lâu lắm rồi. Lần đầu tiên, không phải là lâu lắm mà là lần đầu. Trời ơi, cứu tôi, chết tôi, trời ơi. Hello, mấy bé. Mấy bé chân ngắn này chạy làm sao được. À, mấy con này nó định làm gì đấy? Mấy con này nó định solo mình à? Ai à, bọn chị cụt này nó định solo mình à? Lại định solo với anh à? Trông như mấy cục xúc xích thế thì làm sao bọn solo với mình được? Rồng ngu thế nhỉ? Ôi dồi ôi, rồng bay toàn đập đầu vào đá, ngu vậy. Rồi, ok, đấy. Rồi, đây, tôi thấy là rất nhiều xúc xích ở bên này. Ai chạy đâu? Chạy đâu em ơi? À, xúc xích biết đi à? Ok, ăn mãi mà không tăng được level nào. Khó hiểu thật. Bây giờ thì đi qua bên này đi. Ôi rồi, bay hơi nhanh anh em ạ, bay hơi nhanh. Rồi, đây. Tôi sẽ đi qua bên này. Đấy, anh em mình từ ăn xúc xích mình sẽ đổi qua ăn thịt chó nhá. Thịt chó mà lại không cần mắm tôm nhỉ. Đây, hôm nay anh em mình đổi qua ăn thịt chó nha anh em. Ăn thịt chó lại không thì còn mắm tôm nhỉ. Rồi, một bé. Rồi, ôi giời, cái gì đấy. Ôi. Vừa hết thì đống chó này lại đến đống chó khác. Đâu rồi? Đây, tôi sẽ để như này cho anh em nhìn. Đây, hơi khó đây. Đấy. Vãi cả rồng ăn thịt chó ạ. Phải, nó phải gọi là như thế. Nào, chúng ta sẽ tiếp tục. Anh em mình sẽ bay ra những cái hòn đảo của mấy cái con thả lằn ấy. Anh em có nhớ các bọn đấy không? Nhưng mà tôi chưa bao giờ tôi biết là cái chỗ của bọn thả lằn nó ở đâu mà tôi đây. Đúng rồi. Hạ cánh xuống nước rồi. Ok, đây chính là chỗ của mấy cái con thả lằn nó sinh sống. Mà tại sao chúng nó cứ chổng đít lên trời thì quá là nhỉ? Rồi đây. Hôm nay anh em ăn buffet thả lằn nhá. Rồi một bé, rồi hai bé chạy đâu? Bé lại chạy đâu rồi? À đây, bên này vẫn có đây. Rồi, ui dồi ôi. Con này hệ thống phanh của nó cùi quá anh em ạ. Bay nhanh là cứ bị đập đầu đất. Này, và bây giờ tôi mới để ý nhá, là hình như con rồng này nó bay đến đâu là nó rơi vàng ra đến đấy thì phải. Đấy, anh em thấy không? Trên đầu nó hình như có rơi vàng ra. Còn gì đây? Cắm đầu đất à? Rồi, anh em mình gọi là ăn là thức ăn ở trên cạn nhá. Khinh không thèm ăn đồ ăn dưới nước luôn. Ok.
Mặc dù là rồng của tôi là cũng có thể là sống dưới nước được. Rồi, lần đầu tiên được bay trên bầu trời như thế này. Nào, cắm mặt xuống dưới nước xem nào. Úi dồi ôi, à đây rồi. Anh em mình sẽ thử con này xem có nuốt được không nhá. Úi dồi ôi, đúng là sinh vật huyền thoại, sinh vật trong truyền thuyết. Con nào cũng hút được, con nào cắn mình nhé. Con này đang làm gì đây? Nó không biết mình là sinh vật trong truyền thuyết à? Mà nó lại dám cắn mình nhỉ? Con này láo thật. Rồi ok, anh em mình đi tìm Megalodon cái nhà này. Vừa nhắc cái có luôn. Ủa mà cắn chết được tao đấy. Ui dồi ôi, vãi cả game mạng. Sinh vật trong truyền thuyết, thế nên là cái gì trong trí tưởng tượng của anh em mình thì con này nó đều làm được hết. Ví dụ như là nuốt chửng Megalodon ở level 3-4 gì đấy có đúng không? Vãi game, đây mới gọi là game. Ảo vãi cả trưởng ra. Rồi, anh em mình đang thấy một trận thư hùng đại chiến ở đây. Đấy, anh em thấy căng không? Đấy, kèo căng đét luôn. Một con cá mập búa đang solo với một con gì đấy tôi không biết. Và tiếp theo đó chính là một con... Ui 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 ui, Megalodon nó tấn công tôi. Từ từ, Megalodon à? Cắn trộm anh em ạ, dám cắn trộm mình. Mày không biết anh là ai à? Bướng. Mày chỉ xứng đáng một hút của anh thôi. Rồi, hai con này đi đâu đây? Hai con này trận đại chiến vẫn chưa xong anh em ạ. Vẫn đang quánh nhau, ghê thật. Đấy, hôm nay anh em mình làm ban giám khảo, ban giám khỉu. Kính thưa ban giám khỉu. Ok, vâng, và hai thí sinh của chúng ta vẫn đang vật lộn nhau rất kiên cường. Không biết nào chịu nhiều biết nào. Nhưng có vẻ trọng tài đang bị đánh lén bởi một thành phần rất là khốn nạn, có tên là Megalodon. Đấy, rồi. Ok, bay lên nào. Chết rồi, bây giờ rồng của tôi to quá. Tôi chỉ nhìn thấy mông của rồng thôi anh em ạ, chả nhìn thấy con rồng của tôi đâu. Rồi, ok. Đấy, vỗ cánh bay như thật. Rồi, và đây là biểu tượng rồng ngửng cổ. Anh em thấy là biểu tượng này trông nó có ô sờ kê không? Đấy. Mới có level 34 thôi mà trông cao to đẹp dai lực lượng thực sự anh em nhá. Đấy, anh em thấy không, sừng dài ngoẵng, móng tay móng chân sờ pa các kiểu trông rất là mịn màng, răng thì không chịu đánh nên là trông nó hơi thâm đen. Thế nhưng mà da rẻ được cái là hồng hào. Mỗi tội là con này đúng ra nó phải khe lửa đúng không, nó phải có chế độ khe lửa để kiểu như là giả sử như bây giờ anh em mình không muốn ăn cá sống thì mình khe lửa cho nó chín đi, rồi sau đấy mình ăn. Đấy, kiểu BBQ ấy. Ok, ngạo nghễ. Anh em thấy tôi đỗ hạ cánh ở chỗ này có được không? Thế dáng như thế này đã đủ ngạo nghễ chưa? Đấy, như này thì đã đủ ngạo nghễ chưa? Đấy, rồi quả này mà làm thumbnail thì hết sẩy con bà bảy luôn anh em nhỉ. Quả này làm thumbnail thì phải gọi là bá cháy. Đây 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 đây. Ui giời, quả này mà làm thumbnail thì được thực sự luôn này. Đấy, rồng phương Đông, rồng phương Tây, nó phải như thế này chứ. Ôi đẹp luôn của nó. Người há mồm. Anh em thấy quả há mồm trông có bị kiểu robot không? Đấy. Cái ông mà làm ra cái con bản mốt này đề nghị nhá, là làm cái chuyển động cho nó mượt mà tí, cái action cho nó mượt mà tí. Chứ ai lại để con rồng trông đẹp như này mà há mồm trông kiểu NPC vãi cả trưởng ra nhá. Tơi phèn nhá. Ok, thì chắc là video này tôi sẽ kết thúc đây. Trong tập ngày hôm nay anh em mình đã quẩy hai quái vật huyền thoại. Một là Blue, sinh vật có giọng nói, có tiếng hét to nhất đáy đại dương. Và tiếp theo là một sinh vật trong truyền thuyết, đó chính là bé rồng, rồng lộn anh em nhá. Do đây đều là những sinh vật siêu mạnh, thế nên là chúng ta sẽ không cày nó lên level 100, mà tôi chỉ phô diễn sức mạnh cũng như là hình dáng của nó trong con game Fit and Grow Fit mà thôi. Nếu anh em thì thích con game này, nhớ ủng hộ tôi một like và cả một đăng ký kênh nhá, để giúp cho kênh Popro sớm đạt được 1,9 triệu người đăng ký. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Thế còn bây giờ thì bye bye. Nếu các bạn yêu quý mình thì đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hãy nhấn vào biểu tượng hình cái chuông bên tay phải để có thể nhận được thông báo về những video mới nhất của mình nhé.